Hello hello, xin chào quý vị khán giả và các bạn đang xem clip ở trên kênh của Duy Khánh Audio. Ngày hôm nay thì đơn vị em vừa mới về thêm được một con X32 Behringer bản Mixer số và một chiếc Iron Heat SQ5. Nhưng mà hôm nay thì bên mình tập trung một con X32 trước. Hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu về con X32 và sẽ hướng dẫn anh em sử dụng sơ qua một chút về con X32 này, dành cho những anh em đang tham khảo và những em đã có X32 rồi và những em đang chuẩn bị mua X32 có thể dễ dàng sử dụng và vận hành em nó hơn. Đó. Ở đây thì mình vừa mới về được một con bãi, hình thức thì đẹp đến trên 90% anh em nhé. Nói chung là như mới. Con này thì bên mình bán giá rất là hợp lý thôi, chỉ hơn 4 đồng một chút. Đó, hàng mới bây giờ thì là hơn 6 đồng nhé, 67 triệu. Còn con này thì là hơn 4 đồng một chút thôi. Hàng rất là mới, rất sạch đẹp. Hàng bên em bao zin cho anh em và đát cực kỳ cao luôn, đời rất là cao. Hàng thì em không phải là hàng mua qua tay ở Việt Nam, mà hàng bên em nhập và tuyển chọn ở những cái showroom hàng trưng bày ở bên Trung Quốc ấy, hàng mới chính hãng. Đấy thì em chỉ nói như thế thôi, nó là hàng mới và hàng chính hãng, hàng chưa đi làm show cho nên là hình thức nó còn rất là đẹp. Đó. Ok. Đó. Ở đây thì là model của nó là X32 phiên bản full anh em nhé. Full ở đây có nghĩa là nó full 32 đường. Còn cũng có một bản X32 Pro và X32 Compact thì nó sẽ là chỉ có 16 đường thôi. Còn lại anh em muốn sử dụng full 32 đường, anh em phải mua thêm một cái cục book nữa, start book, để mở rộng ra để cho nó thành 32 đường. Con này thì là giá cả thứ nhất là rất là hợp lý, về hình thức nó rất là đẹp. Đấy, anh em có thể xem qua này. Về nước sơn của dòng Behringer thì rất là dễ bị lổ, nhưng con này thì còn gần như là mới một đến 90%, 95% anh em nhé. Phím còn đang trắng tinh luôn nhé. Hàng trưng bày được 1 năm rồi đó và chưa sử dụng lần nào. Đấy, bên em bán thu được với giá rất là hợp lý. Anh em nào hay theo dõi ở trên kênh Facebook của mình ấy, thì mình hay thu hay bán rất là nhiều dòng Behringer và dòng Midas. YouTube thì thực ra đợt này ngại làm, tại vì là chỉ làm YouTube thì tập trung vào mảng karaoke thôi, nhưng mà đợt này thì sẽ tập trung cả hai mảng sự kiện và bán mixer số và tập trung về karaoke gia đình và KTV phòng hát và phòng bar nữa. Thì mình sẽ tổng hợp tất cả những cái video nào mình quay lại thì mình sẽ đăng ở trên kênh YouTube để cho tất cả anh em cùng xem. Còn cái này thì tập trung từ trước giờ mình hay bán trên Facebook nhiều lắm, cứ bậc bàn nào về được coi như là gần như là mất luôn bàn đấy. Soi sơ qua cho anh em một chút nhá, về tất cả cái hình thức của nó này, màn hình này, phím này, những cái phím này rất là dễ bị mòn nhất này. Đấy, phím sang trái sang phải là chỗ này là rất hay bị mòn này, kể cả là ở cái phần matrix này. Đấy, là mồ hôi tay anh em hay để đây này, anh em bấm lật trang lật đi lật lại ấy. Đấy thì nó rất dễ bị nổ sơn cái phần này. Như con này thì bên em hầu như là 100% bên em chỉ mua hàng trưng bày thôi, bên em không mua hàng đã làm rồi và sử dụng, kể cả bên Trung Quốc nhé, hàng đã sử dụng hoặc hàng đi làm show chương trình là bọn em sẽ không mua. Đó. Ok, về thì cái cách thức hoạt động ở đây thì sẽ giới thiệu cho anh em một chút. Ở đây thì sẽ có là fader từ 1 đến 16, thì nó sẽ hiển thị ở đây từ 01 đến channel 01 đến channel 16. Hàng thứ hai sẽ là channel từ 17 cho tới 32, riêng biệt từng cổng anh em sau nhé. Nó sẽ gắn riêng biệt từng cổng. Ở đây thì sẽ là chung fader. Ví dụ fader số 1, fader số 1 thì nó sẽ chung với lại fader số 17. Thì anh em lật trang thì nó sẽ chuyển đổi thôi. Đó, ở đây thì mình đang bật lên cho nên mình sẽ nó sẽ đứng này. Này đấy, anh em xem nhé. Đấy. Fader thì tất cả fader của mình đều hoạt động ngon lành, anh em có thể nhìn này. Đó, đây là cách kiểm tra fader. Đấy. Ốc thì cũng là ốc zin cho nên anh đảm bảo với anh em là tất cả mọi thứ bên trong đều là zin, chưa bao giờ tháo các bàn mixer, chưa bao giờ đã từng mở bàn nhé. Đấy, bàn zin đét 100% luôn. Thì sẽ giới thiệu cho anh em từ cái phần fader này trước này. Ở đây sẽ là fader từ 17 cho đến 32 channel, là đường input vào nhé. Ở đây sẽ có những cái đường ốc in, ở đây thì sẽ có thêm 6 đường ốc in, thì mình đang cắm đường ốc in vào số 5 và số 6 thì mình đang link hai cổng vào với nhau. Đấy, đây là hai cọc nhạc thì mình đang cắm ở đằng sau, rất là dễ sử dụng anh em ạ. Đấy, boot master thì mình hiện tại mình đang dùng matrix, mình không dùng boot cho nên là gần như là những cái cổng này mình đang bỏ không dùng. Đấy, không phải là bỏ mà là chưa dùng tới. Ở đây thì sẽ có cổng 13, 14, 15, 16 thì sẽ là 4 cổng effect. Đó, boot master thì sẽ là mình sẽ gửi là 13, 14, 15, 16 thì sẽ là effect của 4 cổng này. Đấy, ok chưa? Hiện tại thì bây giờ mình cũng đang không sử dụng Bootmaster mà mình sử dụng DCA Group. Đó, thì mình gửi thẳng ra luôn. Đấy,
Còn nếu mà anh em sử dụng bút master thì anh em có thể lại gán sang chuyển anh em sen sang bớt thì anh em lại đẩy sang bên này. Đó, ok, rất là dễ. Đó. Giới thiệu sơ qua một hàng phím chức năng ở trên này trước. Đấy. Ở đây là gain tín hiệu đầu vào. Ví dụ như mình đang sử dụng gain của nhạc lấy từ iPad. Đấy, thì anh em muốn xem tín hiệu gain của nó như thế nào ấy. Để anh em căn gain ấy, thì anh em bấm một solo thì nó sẽ hiện ở đây. Anh em xem không? Thấy thì hiện tại nó đang báo đỏ nhá. Thì anh em tránh tình trạng căn gain để tình trạng báo đỏ thì mình sẽ vặn nó xuống một chút. Đó, anh em thấy không? Thì tình trạng đỏ đã bị mất rồi. Đấy, kể cả anh em căn mic cũng vậy. Anh em cứ select vào mic này, cho anh em bấm solo giúp mình. Anh em alo thật là to, anh em alo thật là lớn mà cảm thấy cái ngưỡng độ mic của nó ấy, đang vượt quá cái âm 18 decibel thì anh em hãy vặn nhỏ nó xuống để làm sao cho cái cột báo đèn tín hiệu đầu vào này nó chỉ làm ở ngưỡng âm 18 decibel. Đó thì tiếng mic anh em alo không bao giờ sợ bị vỡ tiếng khi mà ra loa anh em nhé. Đấy là cái kinh nghiệm khi anh em đi căn gain. Tiếp theo nó chính là chế độ 48V. Ví dụ như anh em muốn bật cổng mic số 1 cho 48V để cho nhạc cụ, có những cái nhạc cụ là người ta cần đến 48V thì anh em bật vào. Select được nào, anh em thích cổng mic nào thì anh em sử dụng. Anh em muốn chỉnh in đường in đầu vào của cái nhạc cụ hoặc của cái mic nào thì anh em phải select vào đường đó. Ví dụ anh em cắm trống ở đây thì anh em phải select đường này để anh em chỉnh trống. Anh em cắm mic, anh em muốn chỉnh mic số 3 thì anh em phải bấm vào select số 3 để anh em chỉnh toàn bộ cái hàng trên này. Chứ không phải là anh em cứ muốn chỉnh số 3 thì em cứ vặn bừa trên này là không được đâu anh em nhé. Nó sẽ bị đảo lộn hết tất cả. Ví dụ như anh em đang nhầm ở đây mà anh em muốn chỉnh mic số 3 thì anh em vặn lung tung đi thì nó lại bị mất mic số 1. Ok chưa? Mình hướng dẫn như vậy nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là lao cắt. Ví dụ mic số 1 này mình muốn lao cắt nó đúng không? Đấy, thì mình bấm vào view đây. Đấy, mình muốn lao cắt nó, hiện tại mình đang lao cắt nhầm bằng cái này rồi. Chuyển về PEQ nhá. PEQ thì là EQ ở cái màn hình này nó sẽ phẳng. Anh em muốn lao cắt đó thì anh em bấm vào lao cắt giúp mình. Đấy, lao cắt giải bát mic đó, anh em vặn lên thì giải bát mic nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều, không bị ùm nữa. Đấy, lao cắt của mic. Và anh em muốn lao cắt cổng nào thì anh em bấm vào cổng đó anh em nhé. Ví dụ anh em muốn lao cắt cổng số 11. Đây. Thì anh em phải bấm vào cổng đó. Đấy, cái tiếp theo ấy cái phần này cũng rất là quan trọng này. Phần này thì là bật EQ. Ví dụ như anh em muốn chỉnh EQ của toàn bộ cái cổng số 11 này, anh em phải bật nó lên đúng không? Như cổng này này, cổng này đã chưa bật này thì anh em phải bật nó lên. Đấy, khi nào nó hiện cái vạch màu vàng ở đây là được anh em nhé. Đấy, đây, cổng này cũng chưa bật này. Đó, thì mình sẽ cắt đại một đường nhé, đường số 07 cho anh em xem nhé. Lao cắt này. Đấy, anh em mà bấm cho cái đèn lao cắt nó sáng lên. Đấy, thì anh em mới chỉnh đường nhé. Ví dụ anh em không bấm cái đèn lao sáng lên thì nó lại về là nó về là để phẳng hết luôn. Đấy. Đấy. Đó, anh em bấm lên thì nó sẽ lao cắt. Đó. Cái tiếp theo đó chính là cái phần compressor. Đấy, anh em muốn chỉnh nó thì anh em bấm vào view. Đấy thì nó sẽ hiện lên. Đấy, anh em mình vặn cho anh em xem nhá. Đó, đây. Đấy, anh em bấm vào sáng lên để có tác dụng nhá. Đây đang 07 này. Bấm sáng để có tác dụng. Đấy thì anh em vặn nhá. Ví dụ thì cái ngưỡng này, bình thường mình hay để cái ngưỡng này, âm 16 dB. Ví dụ như anh em vặn xuống sâu quá, anh em nhìn màn hình nhé. Nếu mà anh em vặn xuống sâu quá thì alo thì nó sẽ bị nghẹn tiếng, không ra được, không bong được tiếng. Anh em căn vừa phải thôi. Còn đây là gẹt. Gẹt có nghĩa là ví dụ như là anh em muốn nó chỉnh. Đây bấm vào view, có thể nhìn được cái phần gẹt. Anh em muốn chỉnh cho nó đỡ bị sôi mic khi mà mic anh em không sử dụng ấy, hoặc là sôi tín hiệu đầu vào của tất cả các dây rắc anh em cắm vào ấy mà nó bị sôi ấy, thì anh em có thể vặn lên một chút xíu như thế này nhá. Thường thì mình để là âm 73 dB, như thế là quá đủ để tránh đi sôi rồi. Còn nếu anh em lớn hơn nó vẫn bị sôi thì anh em lên thay lại dây rắc cho mình nhá. Đó. Cái vấn đề tiếp theo là anh em muốn chỉnh bass trung chép của từng EQ một, của từng fader một. Đấy, ví dụ như fader số 7 mình muốn chỉnh bass trung chép thì mình lại bấm vào view. View của Equalizer, anh em có thể nhìn ở đây nhé, toàn bộ cái khung này nó sẽ tách bạch hết ra. Đấy, anh em muốn chỉnh view thì anh em bấm vào đây. Đây thì nó sẽ tương ứng với lại bass trung chép. Đấy, bass này, mid low này, mid high này và high này là có thể là giải cao. Anh em muốn chỉnh dàn nào thì anh em bấm vào đấy. Ví dụ anh em đang cảm thấy mà nó bị thừa mid high hoặc thừa mid low thì anh em bấm vào mid low giúp em. Cái gain này này là gain là độ to nhỏ này, anh em có thể
Đấy, vặn càng nhỏ thì cái tầm giải của mình thì nó sẽ đỡ đi. Ví dụ anh em nghe giải này nó đang bị nhiều quá nên em có thể vặn nó xuống. Đấy. Còn anh em muốn dịch chuyển cái cần equalizer thì anh em bấm vào cần trên nhá. Đấy, PREQ. Đó, anh em muốn thì dịch chuyển thì nó sẽ làm trong khoảng này. Đấy, nằm trong khoảng này. Còn đây là độ ảnh hưởng. Ví dụ như anh em vặn càng to thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ những cái giải này. Anh em vặn nhỏ đi thì nó chỉ ảnh hưởng đến cái phần mà anh em muốn cho nó nhỏ xuống thôi. Còn lại những cái giải khác nó vẫn hay, nó vẫn sáng, nó vẫn sạch sẽ bình thường. Ok. Ở đây là cái phần bút sen. Bút sen này mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Ở những cái phần ba lăng này, stem bớt này, cái này thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Cái này thì chưa cần tới. Đấy, chưa cần tới anh em nhé. Bút sen. Bút sen có nghĩa là mình muốn gửi sang bớt thì mà hiện tại mình đang dùng magic cho mình sẽ không gửi qua bớt được. Đó. Ok. Về cái vấn đề mà xong cái mảng bên này nhá. Tiếp theo đến cái mảng bên này. Ở mảng bên này thì nó sẽ có một phần màn hình. Màn hình ở đây thì nó sẽ có phím home này, routing này, setup này. Mấy cái phần này thì mình anh em cũng rất ít dùng. Effect này, anh em muốn chỉnh effect vào đây. Đấy, mood graphs, utility này để chọn effect, để chọn những cái mà bộ effect của nó. Ok. Về cái màn hình thì nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phải cầu quá cầu kỳ anh em ạ. Không biết anh em có nhìn rõ không hay là đèn đang quá sáng. Đây. Ok. Ở đây thì sẽ có phần DCA group. Thì hiện tại thì toàn bộ DCA group thì mình đang gắn vào từ 1 đến 16 nó có cổng bên này. Có nghĩa là như thế này, anh em đẩy hết toàn bộ, anh em căn gain xong, anh em đẩy hết toàn bộ mic lên bằng không giúp mình. Sau đấy mình chỉ việc điều chỉnh một cái fader này thôi. Đó. Còn lại là fader, tất cả fader này đều có tín hiệu hết, đều vào, đều thông hết rồi. Mình chỉ dùng một fader này thôi. Đấy. Cái tiếp theo là DCA group số 2. Thì mình đang cho nó chỉnh toàn bộ dàn nhạc cụ ở bên này. Đó. Toàn bộ dàn nhạc cụ ở bên này. Đó. Thì mình chỉ việc dùng nhạc cụ lên hết, anh em thông tín hiệu hết đi. Mình chỉ việc to nhỏ ở đây thôi. Rất là dễ làm. Cái số 3 là của ốc in. Đây. Đấy, toàn bộ cái đường nhạc vào anh em muốn chỉnh như thế nào tùy ý anh em, to nhỏ các đường tùy ý. Anh em chỉ việc dùng một cột này thôi. Nói chung là đến chương trình anh em cài xong hết, anh em sau anh em chỉ quan tâm đến cái mảng bên này thôi, mảng bên này kệ, không quan tâm nữa, không dùng đấy nữa. Rất là dễ đúng không ạ? Đấy, và đây thì mình đang gán hai bộ effect vào đây. Bộ bên này sẽ là delay và bộ bên này sẽ là vang. Đấy, đấy, rất là dễ sử dụng. Còn đây là master tổng của nó. Đấy, master tổng. Đấy, anh em có thể xem này. Dây tín hiệu của mình đang bị sâu một chút. Đấy, hơi nhỏ thôi. Đấy, anh em đẩy lên cho mình nhá. Từ bớt 9 đến 16 thì mình đã không dùng. Bản thân con bàn này nó có một sẵn một chiếc crossover ở trong này rồi. Cho nên anh em chỉ sử dụng magic thôi. Hiện tại mình đang sử dụng có 3 đường magic thôi. Tại vì mình đang sử dụng loa, hệ thống loa highway. Nó chỉ có sub và FOH thôi. Cho nên là mình sử dụng chỉ có 3 đường này thôi. Đây là led right, đây là sub. Thì bây giờ thì mình sẽ mở căng lên một chút để cho anh em nghe một bản nhạc. Đấy. Sub thì hiện tại bên mình đang cắt sub EQ. Đây, anh em có thể xem nhá. Đấy. EQ thì riêng cái dòng trick này thì anh em không cần crossover nữa. Anh em có thể tận dụng được con crossover của bàn, nhưng mà nếu anh em có điều kiện, anh em sử dụng một chiếc crossover ngoài giống như con Silica này này thì nó sẽ đẳng cấp, tiếng nó sẽ đẳng cấp hơn rất là nhiều. Khi mà mình sử dụng crossover ngoài thì mình lại không dùng magic nữa mà mình sẽ dùng qua bớt sen. Đấy, dùng qua bớt thì mình sẽ linh động hơn rất là nhiều. Đó, ok. Người ta làm, người ta cũng rất là tính toán rồi. Đấy, EQ thì ở đây thì mình đang nó có rất nhiều góc cắt ở đây anh em nhá. Thì anh em có thể làm được đây, beat boost, Beatwood 24 này, đây, Beatwood 24 này, Beatwood 18 này, Linkream 12 này, rất là nhiều góc cắt luôn. Anh em có thể làm RTA ở trong đây. Đó. Đây, Beatwood 24 này. Đó. Rất là dễ sử dụng luôn, cực kỳ dễ sử dụng. Ok. Và con này nó có cả hệ thống delay ở trong này nữa, cho nên anh em chỉ cần con bàn này thôi. Và anh em có Smart V8, anh em chỉnh ở trên máy tính thì anh em căn Smart ở trên máy tính thôi, sau đó là anh em sẽ delay và làm fade ở đây rất là dễ dàng. Ok, đây là master tổng. Đó. Tất cả toàn bộ đều theo master tổng hết. Đó, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Đây, group to lên.
Sẽ thử tiếng mic trước nhá anh em nhá. Đây mic mình mic 1 đến 16 mình đang để này. Đấy. Đấy, anh em alo thì sẽ không bao giờ có tiếng này. Nhưng mà anh em đẩy cái DCA lên này sẽ có tiếng. Hello 6 1 2. Đó. 1 2 6. Echo này. Hello 1 2 6. Revert lên này. L 6 1 2 3. Đây là mình đang cài tạm thôi, còn tiếng thì mình cài chuẩn thì nó sẽ hay hơn như thế này rất là nhiều. Và sau đây thì mình sẽ thử một bản nhạc. Một bản nhạc lúc nãy mình nghe đến đoạn nào số 31 này có một bản nhạc hay này. Anh em có thể vào cái kênh Mất Xác này nghe này, hay lắm này. Kênh ít người đăng ký thôi nhưng mà nhạc người ta làm rất là hay. Anh em có thể đeo tai nghe để cảm nhận nhá. Tai nghe mới cảm nhận được nhá. Nhạc hay lắm. Vì là cái thời lượng nó quá dài cho nên mình sẽ hướng dẫn anh em một chút về cái cách mà anh em gửi sang DC Group và gửi qua Matrix để anh em hoạt động nhá. Đấy, anh em có thắc mắc gì thì anh em có thể lại comment ở dưới kênh thì mình sẽ làm những clip tiếp theo để hướng dẫn anh em nó được đơn giản nhất và dễ hiểu nhất anh em nhé. Ở đây thì DC Group thì mình đang nhóm. Đó, đang nhóm để anh em có thể nhìn nhá. Thì anh em muốn nhóm nào vào ấy thì anh em chỉ cần bấm giữ cái này, sau đó anh em đây là đang nhả ra này, đang tắt ra này đó, anh em chỉ cần giữ phím này. Hiện tại thì mình đang cầm một điện thoại, mình hơi khó thì bây giờ như thế này nhá. Đấy, anh em muốn vào DC Group, mình muốn nhóm cổng từ 1 đến 16 thì mình phải bấm cho nó xanh từ 1 đến 16 hết nhá. Sau đó thì mình sẽ giữ phím send đầu tiên này hoặc bất kỳ phím nào ở trên này các bạn muốn gửi thì anh em bấm vào select, anh em giữ như thế này. Đấy, cái này bắt buộc lúc nào cũng phải giữ nhá. Thì toàn bộ cái dàn này nó sẽ theo cái DCA này to nhỏ là ở đây. Tiếp theo cũng vậy, anh em muốn gửi từ 7 đến 32 thì anh em bấm vào select này. Đấy. Đấy, anh em bấm vào select như này, anh em giữ như thế này giúp mình nhá. Đó. Thì toàn bộ những cái dàn này là phải bấm hết nhá. Hiện tại đang là một tay nó hơi khó thì nó sẽ ăn theo fader này. Tiếp theo là AUX in này, USB này, tất cả mọi thứ muốn theo thằng này thì bấm vào thằng này. Ở đây thì mình đang để sẵn rồi. Đấy. Và revert cũng thế, anh em nhá. Revert thì mình đang gắn đây. Revert đây, echo đây. Thì anh em gắn vào thì anh em không phải sử dụng hai fader bên này nữa, anh em sử dụng một cái mảng DC Group bên này. Và cái phần matrix. Matrix thì anh em bấm vào send đây giúp mình. Để mình đi mình tắt cái bóng đèn đã cho đỡ chói. Đây. Nó sẽ dễ nhìn hơn rất là nhiều. Xin lỗi anh em. Anh em bấm vào send đây giúp mình. Anh em chuyển sang cái phần send này nhá. Anh em vặn hết toàn bộ cổng từ 1 đến 6 lên giúp mình. Thì ở đây nó có chữ level 1, 2. Đấy. Level 1, 2, pan 1, 2. Đó. Đấy. Anh em có thể vặn nhá. Cái này là pan, là trái, là phải này. Đó. Để bằng không giúp mình nhá. Vặn toàn bộ 6 đường này lên. Đây. 6 đường này lên anh em vặn giúp mình nhá. Ok, anh em vặn 6 đường này lên giúp mình. Sau đó thì anh em sẽ vào cái phần routing này. Anh em route. Đấy, anh em routing cho nó. Hiện tại thì mình đang cắm cổng 78 là netrise thì mình sẽ ghi là đáng ra con này là 15 16 nhưng hiện tại mình đang sử dụng có 78 thôi. Đang sử dụng có 78 thôi thì mình đang cổng số 7 là Matrix 1.
Đấy, cổng số 8 là ma, cổng số 7 là matrix 2, số 8 matrix 1 đang bị ngược một chút. Đấy, và cổng số 1 sẽ là matrix 3. Anh em routing như vậy giúp mình nhá. Đây đây này, anh em routing, anh em chỉ cần bấm output 1, sau đó anh em xoay xuống matrix, anh em ấn một lần, thế là xong. Là toàn bộ tín hiệu của anh em đều qua matrix hết. Ok. Rất là dễ hiểu đúng không anh em? Quá dễ hiểu luôn. Những video mình làm nó quá là ý nghĩa và dễ hiểu. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video nhá. Anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh để liên tục xem mình những